Bên đây cô chú đến viếng mộ này, cô chú anh chị rất là đông luôn ha. Đó, bữa nay là cô chú đến sáng sớm của chú anh chị, bây giờ là mới 8:07. Mới vừa vô cái khán giả vô đồng quá ha. Ừ. Đây. Con trai, hôm nay con không đi học hả? Không giờ mới đi hả? Không có chiều, học lớp mấy rồi? Ừ. Chú Tiểu đang làm gì chú Tiểu? Đương nhiên nha cô. Đây là chị con hả? Mẹ hả? Mẹ giống chị. Anh Phương cũng mới tới giờ thắp hương cho chú nè, cho chú anh chị. Chú mời con được không? Ô, bà con đến rất là đông cô chú anh chị ơi. Bữa cô có xuống đây coi hát không cô? Bữa cô có xuống đây coi hát không? Không đưa, có đưa. Dạ, có đưa. Có đưa vô cái đây mày không có ra đây, không có vô thay à. Thay vô lưng xuống xe. Dạ. Bữa nắng ngủ. Dạ, nắng quá ha. Cô ở đâu luôn cô? Ở đây, cô ở đây. Dạ, cô ở đây luôn. Cô ốm sang Chánh Phú Hòa. Dạ, Chánh Phú Hòa. Dạ, chào mấy cô. Dạ, con chào cô. Ở lại chơi đi cô. Vậy hả? Mà con sáng nay là đến rất là đông cô chú anh chị ơi. Nó đang có khán giả đến cũng thắp hương cho chú. Không từ TV xong bốc TV rồi. Rồi mất lục rồi. Thầy sát chị đốt cái cây nhang đúng không? Cái cây nhang của chị cháy nó đổ ra ba cái bông hoa. Chị có tin gì không? Chị xem đi. Cái gì anh? Cây nhang của chị Nhi cháy đổ ra ba bông hoa. Ba bông hoa. Đúng rồi. Lạ chị ha. Ờ, thấy chưa? Ôi. Thấy ba bông hoa chưa? Ờ, nhìn lạ.
cái gì? Cái nhang của chị Nhi. Nó vì sao? Giống như những chỗ bông ra vậy đó. Ừ, thấy không? Đúng rồi. Hay nha, 15 hết. 15 hết mình thấy nha. Ba tình nha bà con. Bên đây là không nổi ra, bên đây là mới vô đây nè. Minh. Cây nhang của chị Nhi trái đổ ra ba cái bông hoa. Anh nhìn anh là nhìn cây nhang bự nhất á. Đó, nhang bự á anh. Ôi mà hồi sáng này anh thấy cái con ở đường nó còn trong đó không? Còn nó. Ủa sao cái hồi mà em vô thấy mất tiêu? Đi ăn rồi. À nó có phép gọi là ẩn thân chi thuật. Nên mới nuôi sống được nó phải không? Chứ nó ở trong đó rồi là nó đói luôn á. Không, chị thấy giống mọi ngày không vậy? Chị Nhi, chị Nhi, chị Nhi. Em làm sao em đúng không? Đó là chuyện bình thường. Mà chị bình thường nhưng mà nó giống mọi ngày thôi. Không, chị chứ chị mừng, chị vui á, chị đang cười khúc khích á chị Nhi phải không? Bữa nay chị giấy gì mà cậu chứng cho chị cho... Nở hoa luôn. Nở hoa luôn mà trời. Giờ mấy em hết hộp một cái nhà nhiều sao giống ba cái bông hoa như vậy. Ba chị Nhi này vui nha, tại vì nở hoa đây. Vui quá, chị Nhi dở cái nón lên cho bà con cái ơi. Bữa nay chị Nhi nở hoa cho cậu rồi. Đây, mắc cỡ lắm. Anh thấy giống bông hoa không? Nói giờ chưa thấy gì luôn. Đúng rồi. Mà mình biết cây khác, nó khác nó có gì không? Thôi chừng nó nở ra bông hoa thứ tư nữa không chừng. Có chứ. Dám lắm á. Đó. Cái này đó, em thấy nó cắt ngang kìa, thế là con cổ là một bông hoa nữa. Bị chị biết đâu cái dòng xiết trên này không? Ngoài đó giờ nó cứ tách ra đó. Chị Nhi chứ chị cười nữa. Ơi chị Nhi ơi, mà như em thấy càng ngày càng nở ra chị. Ơi, bữa nay hồi nãy là nở hết, giờ chị lại nhìn càng nở luôn á. Thiệt, giờ chị nhìn kìa. À chị Nhi bữa nay vui cười hoài luôn á. Rồi chị Nhi để cái thumbnail là cái hương lạ. Chứ sao để sao? Chị nói thôi để anh để đi. Không để là em để nha. Sao nghe? Lạ em nói lạ thiệt mà. Nở. Bình thường á. Nở nở rồi đó. Bình thường. Anh nói vàng tính nói gì kìa. Em cội nói em dành cái. Dành dành. Người thấy thợ người đẹp mà thiệt tình luôn á. Nắng đâu nắng nè, sáng có trời mây mịt không có miếng nắng luôn. Quen với Ngọc Nhi rồi. Ở đây là bà con ở trên kênh, tất cả các kênh là ai cũng quen với Nhi. Không mà sáng nay thấy chị vui quá là sao? Chị đốt cái hương đó chị vui hay sao? Em thật. Không, có hay không? Em thấy chị vui gọi đàn mà. Em hỏi mà chị có thấy bình thường không? Chị thấy bình thường. Sao bình thường? Chị sắc. Giờ em hỏi là em bằng chị nha. Cho qua, cho qua. Không, bây giờ em hỏi chị nè. Chị thấy bình thường sao chị vui? Không có như vậy, Nhi chị cũng vậy mà. Không, mình cảm nhận được, ví dụ mình làm một cái điều gì đó bên cậu, nó lạ, nó khác lạ. Lạ mình cảm thấy hơn. Đó. Đó. Lên nó rồi này đó. Cũng lạ nữa nè. Đang nói chuyện mở cái. Dạ. Biết sao không? Để em lý giải cho chị lên đây. Sẽ bình thường tại... thấy nó không có nở ra gì. Đây anh lý giải cho nè, để anh lý giải cho. Đừng quay anh, quay chị đi. Biết sao? Cả hai mới được. Là cái người hay là chăm sóc hoa. Ừ. Cho nên á, chị Nhi hôm nay á, là không có hoa đúng không? Đẹp hoa rồi. Chị Hương thắp cái nhà nó là chú nói là con khỏi cần phải ấy hoa nữa. Mà con thắp hương đi, sẽ cái hương của con sẽ tự hiện hoa lên. Đó, cho nên là cái hương chị Nhi thắp á, nó có nó xẹ như hoa gì đó. Đúng không? Chị thấy lạ không? Tại vì thắp 3 cây, 2 cây bên bắt tôi còn nữa kìa, mà không có đúng không? Mà có cái anh kia nói là cây nào với cây nấy. Mình vui vẻ gì đây? Mà không có gì. Mà em hỏi chị nè. Em hỏi chị nè, đây là mình hồi còn bạc luôn. Đúng không? Đó giờ, từ lúc mà về có ai mà xài nước hoa thì nó lạ. Cái nào tôi giống như cái nó thấp hơn mình nó xè. Không nghĩ hay là không thấy gì vậy? À? Ủa mà chú Tiểu tay bị sao vậy? Chim sâu cho chúng hả? Chặt
Ủa sao sao mà kêu bằng chim sâu? Chim sâu thì thường thường chim nhỏ nó mới đi chim sâu ăn, bây giờ chim sâu lớn rồi đâu cần chim sâu ăn nữa. Đúng không? Chim sâu trưởng thành. Chắc mốt tôi bắt ông bắt chồng không, không cần tới đại bàng bảo vệ. Tự xử đi. Áo vàng nói nhiều câu em khó hiểu quá. Tự xử đi rồi. Lúc còn nhỏ thì chim sâu cần đại bàng bảo vệ. Giờ chim sâu lớn rồi, bay được. Có cánh chim sâu một cánh rồi. Tự bay không cần đại bàng mà bảo vệ nữa ha. Mà sao cũng nhiều hà mấy khó hiểu. Thì cái từ gì thì chim sâu nhỏ mà cần con chim lớn bảo vệ. Sao từ này bữa giờ em không nghe, bữa nay là được nghe. Từ Gama. Ủa anh Minh với lại chị Ngọc Nhi đi đâu á cô chú anh chị ơi? Bây giờ mình sẽ qua bên này coi sao. Đây nè. Đó nè. Ê hế. Đó nè. Đó giờ chị thấy không? Có thấy ai không? Tức là chị đó. Đây là loại nhang này nó vậy. Không phải đâu. Đội nhan này em thấy người ta cấm cũng nhiều lắm rồi đó. Bây giờ vậy nè. Bây giờ vậy nè, nếu mà bữa sau mình mua một cái này thử đi. Anh đốt thử coi nó ra vậy giống không vậy không? Không, nói chung là đúng cái này là mình giờ chị đốt thôi, chứ mình không có ứng gì hết. Đúng không? Nó lạ hơn những cái cây hương rồi. Hồi lúc trước mình cấm thôi chứ không có cái gì hết, đúng không? Không có tâm linh gì hết, đúng không? Nhưng mà mình thấy rất là lạ hơn. Biết sao không? Tại vì mấy cái cây kia là nó cũng cái hồi mà đốt rồi chứ là chưa đốt nó cũng bị đẹp ha. Xong cái nó rụng xuống thôi. Đẹp, còn đẹp, cái này đẹp, nó xè đó. Không có cần gì đâu, cái thành tâm của em thôi. Có làm gì em mua như này mập mập lên trước. Khi mà em giá là em thành tâm đi. Hơi ghẹo gì hoài vậy. Dọn dẹp xong rồi thì giá thành năm đó. Ủa mà mấy cái chung kia đâu chị? Cái đó nói là chung bữa là giống của đó. Anh Vinh á, anh Vinh em gửi 15 ớt mua. Anh Vinh nào? Em coi bộ phim chim sâu rồi đại bàng chưa? Thôi cái video của Hiện Tiên xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những video sau nha.